những bộ ảnh thanh xuân dường trường với những nữ sinh trong tà áo dài trắng, những nam sinh mặc áo sơ mi luôn khiến người ta phải xao xuyến, cảm thấy một chút nhớ nhung và hoài niệm những ngày tháng xưa khi ngắm nhìn. Bộ ảnh dưới đây không chỉ mang lại cho người xem nhiều xúc cảm mà nhan sắc của nữ chính cũng trở thành chủ đề được nhắc tới. Đa phần các ý kiến đều cho rằng cô chiếm hữu hình thức giống với nữ diễn viên nhiều người biết đến người Hàn Quốc, Woo Ja-sun. Cô gái ấy có lên là Lương Quỳnh Phương. Nhân vật nữ chính hình thành trong bộ ảnh thanh xuân khiến nhiều người phải nhắc tới. Lương Phương Quỳnh 18 tuổi, vừa tốt nghiệp trung học phổ thông và hiện đang học ngoại ngữ để đi du học. Bộ ảnh em chụp khoảng 3 tuần trước. Chẳng nhân dịp gì cả đâu, bạn em muốn rủ nhập cuộc thi mắt biết nên bảo em cùng chụp. Bản thân em trước nay vẫn thích các bộ ảnh nhẹ nhàng kiểu thanh xuân nên đã đồng ý ngay lập tức. Khi ảnh đăng lên, nhiều người khen em giống diễn viên Hàn, em thấy bất thần quá. Em cũng vui đấy chứ, vì chị diễn viên đó cũng rất xinh đẹp, Phương Quỳnh chia sẻ. Cô gái chiếm hữu nhan sắc rất xinh đẹp. Hiện tại, cô bạn có nhập cuộc làm mẫu ảnh. Tuy nhiên, Phương Quỳnh không muốn bước vào xóm mẫu ảnh chuyên nghiệp mà chỉ nhận lời mời từ bằng hữu thôi. Bạn bè mời thì em nhận lời để chụp chơi thôi. Giúp bạn lên trình chụp hình nữa chứ không có dự định theo đuổi chuyên nghiệp. Trước kia, em cũng có dự định làm người mẫu ảnh nhưng thôi vì thích ăn uống quá. Em không thể chịu đựng nổi việc ăn kiêng giữa dáng nên từ bỏ dự định ấy luôn, Quỳnh tâm sự. Cô nàng cũng là một cái tên nổi bật trong tập thể Cosby. Những bức hình khi quá thân thành những hero game hoặc hình hay anime của Quỳnh đều nhận về nhiều lời khen ngợi. Đó là một sở thích của em. Em bắt đầu Cosby từ năm 2016. Từ nhỏ dài em đã thích xem phim hoạt hình Nhật Bản nên cũng có mày mò về chuyện quá thân thành các hero. Em hay Cosby anime và game Nhật. Ngày trước em hay thui ma cút khi Cosby nhưng hiện nay em tự làm được hết. May mắn là em có bố mẹ thấu hiểu và ủng hộ sở thích của con cái. Bố mẹ từng khen em Cosby đẹp rồi, còn mang đi khoa họ hàng nữa. Những hero mà Phương Quỳnh từng cosplay. Hiện tại, Phương Quỳnh vẫn đang học tập để sẵn sàng toàn vẹn hành trang cho chuyến du học. Vì còn trẻ nên cô cũng có rất nhiều ước mơ. Tuy vậy, cô gái xin phép được giữ kín để mọi việc được suôn sẻ hơn.